Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Vừa rồi thì Khải em có đặt bên kênh Nambi, Nambi Gaming là một thằng em của Khải. Cũng từ Khải đánh lệnh bài bot rồi, ông cũng thằng em nó cũng nghiên cứu rồi đam thích đánh bot quá, bữa giờ cũng ra đảo khá là nhiều bot rồi. Thì thằng em đó thì tầm này cũng ngày nào cũng sang bot, anh em có thích thì cứ qua kênh đó coi sang bot anh em. Đâu rồi, qua bên hồ chỗ sang bot đây. Đây em. Trên hay dưới. Khá đẹp bữa giờ rồi anh em ơi, hên quá có bao tay làm 140 dòng 1 rồi, đặt móc làm 180 rồi. Mang bao tay dòng 1 nữa là đẹp anh em. Ngọc bồi 40 hôm bữa còn không. Lấy cái bao tay. Xem ngọc bội 40 nào. Hay mà dòng 1 không. Dòng 1 không. Trên này dưới thôi. Mưa bao tay anh em ơi. Chắc chờ nè. Mưa bao tay nó đặt móc làm chậm thôi. Làm chậm cái 70 không đặt móc. Đây 50 gaming này. Ừ 50 bán là 50 bán. Thôi bây giờ bao tay làm chậm dòng 1 tìm không có nè. Đặt bữa giờ mới có nè. Anh xem nào. Cái dòng 1 đỡ phải lên đảo tốn tiền. Em gửi bạn rồi. Đâu? À, hiện tại vừa có ngọc bội vừa có bao tay luôn em. Ngọc bội. Ok. Ngọc bội, xem bao tay. Chắc là phải lấy ngọc bội rồi em ơi. Thử lực 2 món, đó. Này sinh lực được 50, nỗ lực 27. Thôi cái này lấy ngọc bội nè em ơi. Thôi lấy ngọc bội đi. Ngọc bội hai cái cũng như nhau thôi, ngọc bội em nhé. Khỏi phải lên đảo. Lên đảo tốn 2 kim. Uống VL. Tại vì là cái ngọc bội đó thì nó được cái móc anh em, nói chung được cái móc là đẹp. Chứ giờ mà Khải giờ mà anh mua bao tay thì tốn 2 kim nữa. Uổng lắm. Ừ ok, làm một món ngọc bội đi. Giao dịch em ơi. Hai món như nhau thôi. Đó, nói chung là thằng em Nambi này thì cũng hay sang bot như cùng với bà Tăng này. Anh em có thể ủng hộ thì kênh em Nambi Gaming thì em nó cũng sang bot thường xuyên. Thì anh em thích xem thì anh em có thể qua ghé ủng hộ kênh rồi xem em nó sang bot nha anh em. Còn Khải thì lâu lâu ví dụ như Khải có điều kiện một chút thì Khải ra đảo cho anh em xem thôi. Khải sẽ cố gắng ra đảo và đánh bot cho anh em xem. Không, một cái ngọc bội thôi. Đưa qua tay chi. Ngọc bội thôi. Không cần bao tay. Bao tay lên đảo. Đó. Nói chung là anh em qua cái gì ủng hộ Nambi Gaming. Thằng em này chùm sân bot luôn em ơi. Tầm này nó gọi là dạng chùm sân bot của server Hình Sơn ấy. Ít hôm sẽ xuất hiện Tài Sê Lu nữa. Kubi. Ít hôm sẽ xuất hiện Kubi nữa em. Ông của anh Kubi này ảnh sân bot cũng chắc lắm. Anh em đợi ít hôm nữa xem. Ok. Được cái ngập bội. Uầy. Đó. Nói chung là Khải cũng cố gắng đặt cái móc làm 180 này mà. Đó. Một này. Anh em cùng xem là set đồ của Khải này. Đặt móc làm 180 này. Đó. 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 Đó, cái này thì mang nọ kim vào kết nha. Đó. Còn cái này thì mang nọ kim sẽ kết thôi. Đấy, sẽ đổi thôi. Rồi, ok anh em đang xem thì cho một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Rồi.